Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đi Long Tăng thì quần mình thả diều nha các bạn. Quần cánh đồng bao la luôn. Mấy trăm mẫu, quá lớn, tha hồ thả. Lúa đây là đã chín rồi nha. Ngay cánh đồng lúa luôn nha. Đúng rồi chưa? Lúa đây chuẩn bị suốt rồi nha. Này khoảng một phần nữa suốt được rồi. Chỗ này ngã luôn. Gió bão lớn quá ngã luôn. Long Phước nha các bạn. Đây là núi Dinh Bà Rịa. Đây là núi Mình Đạm. Đó, núi Mình Đạm bên này luôn nè, đó. Ba núi luôn nè, đó. Mình thả diều có cái bóng mát nè, nguyên cây tràm quá mát, lên được ba con diều nha. Gió trên quá ngon. Bị quá đậm. Đây có cái mương nước. Khó quá khó. Có cá này. Bù còn sống luôn nha. Đèn con nữa nè. Bù. Bù đồng. Cây đó có mấy tầng à? Có cái cống qua nè, cá quá trời luôn. Còn là có cần câu câu đá luôn à. Có bù mà đó. Bù quá trời luôn. Không rớt đâu. Vậy xa quá nó bứt mất công nó đi xa. Gió dưới phò phà không rớt đâu. À. Sườn tre hả? Của mình.
này là của ông Mười, con này của ông Quỳnh. Ba con à. Quá đáng do yếu là cột cái mè cột vô lý tưởng luôn. Rò thêm hơi thấp cũng rò thêm, hơi thấp thì nhiều quá tụt. Bước gió à, gió yếu. Chú rò thêm đi, cước chú còn dài mà. Đường này chơi sướng ha, không có xe gì hết á. Lâu lâu mới có một chiếc xe, khỏe. Thả đây không biết chủ ruộng ra có cự không biết. Nói thả rồi lúa nghe tiếng văng kêu đây nó lép hết. Rồi hết gió rồi, tắt rồi. Lũ lép hết á. Mất tư bình. Đâu hả? Nước có nước kìa. Không đi. Chắc nghĩ không có cá đâu mà. Nghĩ không có cá đâu. Ở đây thấy đường xứ luôn mà nó xe chạy á. À, đúng rồi. Mười ra thêm. Anh cũng muốn hết trời còn có xíu à. Hạ thì không hạ mà điều nó lững lờ kìa. Chỗ này đụng gió không lên à. Chỗ dữ quá trời ha. Quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ. Giờ nhiều phà pha luôn. 51.
gió lại rồi đó. Yeah.